Dù đã mua hàng nhiều lần trên các trang thương mại điện tử và khá cẩn thận, thế nhưng nam thanh niên này không ngờ mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo mua hàng trực tuyến. Anh cho biết, đầu tháng 9 vừa qua có đặt mua hai chiếc loa thông minh nhãn hiệu Google từ cửa hàng có tên phụ kiện giá sỉ.cf trên trang thương mại điện tử Shopee. Giá mỗi sản phẩm chỉ 255.000 đồng, rẻ gấp 3 lần so với thị trường. Thấy nghi ngờ, anh đã chủ động hủy đơn hàng, nhưng rồi vài ngày sau vẫn có người đến giao hàng và sản phẩm anh nhận được lại là một chiếc vòng đeo tay phong thủy trông khá rẻ tiền. Shopee thì họ báo là cái shop này đã bị được thông báo là đã lừa đảo và đã hủy. Còn khi mà em liên hệ với giao hàng tiết kiệm thì họ nói là bên họ chỉ là đơn vị giao hàng, họ không có thể can thiệp vào các sản phẩm bên trong. Nên là cho dù shop có giao sai sản phẩm thì em phải tự liên hệ shop để hoàn tiền lợi. Vì tất nhiên đây shop lừa đảo nên là em liên hệ cũng không được. Và em thử tìm Zalo thì cũng không có tài khoản Zalo này. Dạo quanh các diễn đàn mạng, rất nhiều nạn nhân đã rơi vào trường hợp tương tự như trên. Theo đó, chỉ cần khách đặt đơn hàng, chủ các cửa hàng lừa đảo sẽ dùng mọi thủ đoạn để hủy đơn, nhưng vẫn dùng thông tin của khách hàng đã đăng ký để chuyển sản phẩm theo hình thức COD, tức thu tiền khi giao, kèm theo yêu cầu không được kiểm tra hàng trước khi nhận bằng dịch vụ giao hàng từ bên thứ ba. Vì ngại trả hàng, nhiều người khi được giao hàng đã trả tiền và nhận sản phẩm. Do đơn hàng đã bị hủy, nên người mua sẽ không được hoàn trả. Bên giao hàng cũng chỉ là đơn vị làm dịch vụ trung gian, nên cũng không liên quan khi có sự cố phát sinh. Thông tin của chủ shop tự nhiên chúng tôi sẽ tìm, chúng tôi cũng là sẽ làm việc rất là kỹ với lại bên giao nhận, hiểu được là cái người bị hại cuối cùng, nếu mà thật sự đó là trường hợp bị hại thật thì chúng tôi lúc nào cũng hoàn tiền cả. Thì về hậu mãi chúng tôi cũng có những cái quy trình rất là kỹ càng để giúp cho người tiêu dùng không bị thiệt hại. Tình trạng lừa đảo này hiện đang diễn ra ở nhiều trang thương mại điện tử. Với những cửa hàng lừa đảo, các sàn thương mại điện tử sẽ khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn cửa hàng đó. Ngoài ra, những đơn vị này cũng đang củng cố thông tin chủ cửa hàng để làm việc với công an nhằm sớm trả lại quyền lợi cho người tiêu dùng. Để tránh tiền mất tật mang khi mua hàng qua mạng, người tiêu dùng nên lưu ý lựa chọn những trang web, cửa hàng uy tín được phản hồi tích cực, kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, thông tin hậu mãi, thời gian đổi trả bảo hành trước khi mua, kiểm tra thông tin đơn hàng qua các ứng dụng, website mua hàng trực tuyến.